con người cảm nhận thế giới xung quanh qua năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác. Chúng ta tiếp thu thông tin của thế giới bằng năm giác quan và chúng ta xử lý thông tin từ năm giác quan đó. Đâu là nơi xử lý thông tin? Đó chính là não bộ. Có những người thì nói là chúng ta ăn bằng miệng, có người nói chúng ta còn ăn bằng mắt nữa. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được là ăn bằng não thì lúc đó chúng ta có thể vận dụng được tất cả các giác quan của mình để có thể cảm nhận được một bữa ăn, và qua đó thì mang đến một cái trải nghiệm thăng hoa hơn dành cho khách hàng. Tất cả các loại hình nghệ thuật thì đều được cảm nhận bằng các cái giác quan và để đánh vào cảm xúc con người. Ví dụ như hội họa dùng thị giác để đưa đến một cái cảm xúc cho người xem. Thực thức loại hình nghệ thuật thứ 7 là điện ảnh. Mọi người thường nghĩ đến thị giác và thính giác. Bản chất là hai cái loại hình nghệ thuật khác nhau thì dùng các cái giác quan khác nhau để cảm nhận. Ẩm thực dùng đủ năm giác quan, đó là cả thị giác, cả thính giác, cả xúc giác, cả khứu giác và cả vị giác. Do việc ăn uống và nấu ăn là một nhu cầu hàng ngày, khiến đa phần chúng ta nghĩ nó như là một cái gì đó tất yếu, kiểu như đói thì phải ăn. Chúng ta dần quên đi rằng ăn uống và ẩm thực chính là một loại hình nghệ thuật cầu kỳ mà ta cần phải để tâm khi thưởng thức. Chào cô ạ. Cô cho cháu bát phở bắp gầu nhé. Dù ăn uống ở một quán nhỏ ven đường hay là nhà hàng 5 sao, nhưng khi năm giác quan được khơi gợi thì đó đều là cái trải nghiệm đáng giá. Khi một bát phở được đưa đến trước mặt của mình, thị giác sẽ ngay lập tức sẽ nhìn vào bát phở. Rất nhiều người đánh giá bát phở này có đầy đặn không, nhiều thịt hay không chẳng hạn, hay là nước nó có trong hay không. Tất cả đều có thể được cảm nhận bằng thị giác. Sau đó thì những cái cọng hành này, rồi những miếng ớt được đặt lên, nó có màu sắc như thế nào, trông cọng hành nó có tươi hay nó úa. Tất cả những cái màu sắc hoặc là những yếu tố mà tác động vào thị giác cũng có thể là đem đến cho một bát phở nó có ngon hay không. Khi mà đưa bát phở lại gần thì cái mùi hương của nước dùng này, của hành này, mùi hương thơm của gạo mới trong phở bốc lên cũng có thể làm cho chúng ta rất là háo hức, mong chờ để thưởng thức cái bát phở đó. Tiếp theo đấy là cái cảm nhận về nhiệt độ, đấy là xúc giác. Lưỡi của chúng ta thì cũng có một cái cảm nhận về xúc giác rất là tốt. Hay là môi là một cái bộ phận mà cảm nhận về nhiệt độ gần như là tốt nhất trên cơ thể của mình. Hoạt động hút miếng nước ngoài cái việc là để nếm thử hương vị xem thì mình còn có thể biết được cái bát phở nó có nóng hay không. Đương nhiên là khi mà mình nhìn cái bát phở mà nước sôi sùng sục bốc khói nghi ngút thì chắc chắn là biết là nó nóng rồi, nhưng mà nóng đến độ nào, đã vừa với cả miệng của tôi hay chưa thì sao chúng ta vẫn phải hút một miếng nước. Cuối cùng thì vị giác và khứu giác được kết hợp với nhau khi mà chúng ta thưởng thức từng sợi phở. Nhưng ngoài ra thì tiếng xì sụp khi mà mình ăn phở nó cũng tác động một phần tới cái trải nghiệm khi mà chúng ta thưởng thức cái bát phở đó. Thậm chí nhiều người còn nói là nếu mà không cái tiếng xì sụp đấy thì có thể là cái bát phở đấy nó cũng không thể nào trọn vẹn được nữa. Ấn tượng ban đầu thì vô cùng quan trọng, gần như trong tất cả mọi việc. Morning. Ok, team bếp và team phục vụ ra ngoài training nhé. Bản chất làm nhà hàng là gì?
Mà anh bảo làm nhà hàng thì bán gì nhỉ? Có phải bán đồ ăn không hay là bán gì? Bán trải nghiệm hay là bán gì nữa? Bán cảm xúc cho khách hàng, đúng không? Và để tác động được vào cảm xúc của khách hàng thì mình không chỉ dùng có mỗi vị giác hay khứu giác mà mình phải dùng đủ 5 giác quan. Ấn tượng ban đầu của khách hàng về món ăn nó chính là cái vẻ ngoài của món ăn đấy, cách bày biện của món ăn đấy nó như thế nào. Thị giác làm việc lúc đó như một nơi mà tiếp nhận cái thông tin ban đầu. I'm Chap Jun from Korea. In here, I base on French technique, but I add some Vietnamese ingredients and like Oriental essence together. So that's why I'm here to introduce about the French technique with Oriental essence. I usually use at least 3 colors, but when we put too much color, it's gonna be messy again. Everything is same, balancing is very important. So like size, color, and position, texture, everything need to be balanced. I use local beet with wild pepper. So beet making color like very red. And then wild pepper is quite strong flavor. I use for sauce, so customer can smell it like wild pepper because sometimes duck breast a little bit smelling. So because of that, I put a little bit like wild pepper to remove the smell of duck. Last dish, I'm using like sight and smell together. Duck breast, it looks like red color, so very impressive for customer. Presentation is biggest part of food. So as a chef, the plating is quite important because eating with eyes, right? So we always think about how to make it beautiful. This dish looks visually stunning. How did you come up with that dish? For the side, I want to use very strong color for the dish. I pickled beet with water and then with chicken juice, I put some pickled beet juice together, make it like strong color. So I dry age it for 5 days with this rice straw. So it help? Duck absorbing all the scent from the straw. Right, so it's not just about the sight now, right? It's also about the smell and the aroma of the fish, right? Yeah, you're right. The second dish is like sight, sense. So I'm using local egg and then we soup it with it and then making onsen tamago. It looks like jelly texture. So they want to pop it up when they see the onsen egg. And then I use local herb like coriander, something like that together. Nhìn vào với cái màu sắc của cái sốt hay là nhìn vào màu sắc của những cái nguyên liệu hoặc là nhìn vào màu sắc của những cái gia vị ở trên món ăn, thực khách có thể nghĩ đến ngay là cái món này liệu nó chua, nó ngọt hay nó cay. Thị giác lúc đó chiếm một cái phần khá là quan trọng trong cái gọi là sự mong đợi của khách hàng. Thực khách khi ngắm nghía món ăn thì có thể biết được khẩu phần của nó có to hay không này, hay là các cái món ăn được làm từ nguyên liệu gì, chất lượng của các nguyên liệu đấy nó thế nào. Khách hàng có thể nhìn thấy những cách nấu của đầu bếp, họ có thể nhìn được những cái cọng rau trong một đĩa salad nó có tươi, nó có xanh hay không.
giác quan tiếp theo cảm nhận món ăn thì đối với tôi đấy là xúc giác. Xúc giác của con người thì nó ở quanh cơ thể và chúng ta có thể cảm nhận không chỉ là phải chạm tay vào. Trong khoang miệng thì chúng ta có lưỡi, chúng ta có lợi và chúng ta có răng. Lưỡi, lợi hay răng thì đều có thể cảm nhận được món ăn cả. Lợi cũng cho chúng ta biết được là cái món này nó có nóng hay nó có lạnh hay không. Đó, hay môi thì có thể biết được độ nóng lạnh. Foie gras tart, customer can use touch sense. Usually normal restaurant, they don't use touch sense. So I keep trying to customer using their finger. So in the library, we have 3-4 tapas menu because of touch sense. That experience making more interesting dining culture. Touching means texture. So if they touch like soft cake, they can feel the texture. But for our foie gras tart menu, they can touch like a little bit hard and crunch texture. And then they can image first, and then when they eat it, they can, the imagination is gonna be explored. Ngoài ra thì xúc giác còn có một cái phần rất quan trọng, đấy là cảm nhận độ cay. Bản chất là cay không phải là một vị, mà cay là một cảm giác. Cảm giác đó chính là cái cảm giác bỏng do capsaicin, là chất hóa học ở trong ớt gây ra. Thì cái việc bị bỏng do capsaicin đó chính là cái vị cay của món ăn mà mọi người hay lầm tưởng nó là một cái vị. When customer get the dish, they can see first and then they can smell, and then they can imagine about the food first, and then they judge about the dish, and then during the eating the flavor is related to about smell, because more than 70% is related like nose and smell. So when you eat food like this, you cannot feel the flavor. Sốt là sốt gì nhỉ? Chorizo. Nó có mùi xúc xích nha, paprika đúng không? Sông khói. Lấy thử một ít nào. Rồi, ok. Khói vừa đủ không? Ngon cực. Chim bồ câu nướng trong nồi, chúng tôi dùng cái phương pháp đấy là xông khói trực tiếp, đốt trực tiếp rơm và các loại cỏ và hương liệu trong nồi, sau đó chúng tôi úp lại thì cái khói của cỏ và khói của hương liệu nó sẽ ám vào chim bồ câu, không chỉ là để tạo ra mùi hương trước khi khách hàng thưởng thức mà còn ám vào trong cái chính cái nguyên liệu, thì để khi mà khách hàng thưởng thức thì vẫn có thể cảm nhận được cái mùi khói đó. Khi mà đưa nguyên liệu vào miệng thì con người không sử dụng tiền khứu giác mà con người sử dụng hậu khứu giác. Đó là khi mà mình ăn và mình hít vào và mình thở ra thì cái hương của những cái món ăn được đưa qua khoang mũi và thở ra ngoài. Đó là nơi mà hương vị được cảm nhận tốt nhất. Tiền khứu giác là nơi mà chúng ta hít vào. Đấy là khi mà chúng ta ngửi những cái món ăn hoặc là ngửi những cái mùi hương từ ngoài vào chứ không phải là ở trong miệng bay ra. Một trong những phương pháp cổ điển và truyền thống nhất thế giới đó là nấu bằng lửa và nấu bằng than. Con người từ ngàn đời xưa thì đã biết nấu bằng lửa và nấu bằng than rồi. Sau bao nhiêu thời đại thì khoa học công nghệ phát triển hơn, thì giờ chúng ta đã có bếp ga này, chúng ta có bếp điện, gần đây nhất chúng ta đã có bếp từ. Tất cả những phương pháp đó đều là làm nóng nhân tạo. Cái hay của cái món mực mà nướng được trên than hồng, bất cứ món ăn nào nướng được trên than hồng, đó là cái phần nước thịt hoặc là phần mỡ của nguyên liệu đó nhỏ xuống than và khói bay lên là ám vào mùi nguyên liệu. Và cái mùi đó chính là cái mùi mà tạo nên cái sự hấp dẫn của món ăn nướng trên than hoa. Khi đưa ra trước mặt khách hàng một đĩa mực nướng
Thì ngoài cái con mực của chúng tôi làm ra thì chúng tôi còn có cà chua bi và chúng tôi nướng bằng lửa trước khi đặt lên đĩa. Nó cũng là một cái mùi rất là hay. Khi mà khách hàng nhận được món ăn thì cái khói nó bay lên và cái mùi thơm nó sộc lên trước khách hàng. Chúng tôi làm cà chua hai kiểu, một là cà chua bi chúng tôi khò qua lửa, hai là chúng tôi làm cái sốt cà chua tên là shashuka. Đó, thì cái sốt cà chua đó thì ăn cùng mực rất là hợp. Giác quan được khơi gợi nhiều nhất đấy chính là hậu khứu giác. Ngoài cái thị giác là nhìn món ăn nó đầy màu sắc, ngoài cái khứu giác, cái mùi hương của món ăn, ngoài cái vị giác và xúc giác là cái độ tê, độ cay của sốt, cái hậu khứu giác mới là giác quan được đánh thức nhiều nhất. Vì những cái hương vị nó rất là đậm đà, nó rất là thơm. Cái baba ganoush này nó đậm đà, đúng không? Nó smoky, khói. Làm gì không? Ăn cái shashuka hợp cực luôn. Trong trải nghiệm ẩm thực, vị giác và khứu giác luôn đi đôi với nhau. Khi ăn thì ngay lập tức thì chúng ta sẽ cảm nhận cái mùi hương. Khi mà mình bỏ nguyên liệu vào miệng mình nhai thì những phân tử mang cái mùi hương của nguyên liệu được giải phóng và bay lên xoang mũi. Khi chúng ta ngửi cái mùi đó thì bình thường thì trong não chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái vị mà nó có thể là tương đồng với cái mùi hương đó. Ví dụ ngửi cái mùi khói thì con người nghĩ ngay đến vị mặn. Rất nhiều người thì lầm tưởng mùi hương và vị nó là một. Tuy nhiên thì mùi hương và vị nó hoàn toàn khác nhau. Vị được cảm nhận bằng lưỡi, mùi hương được cảm nhận bằng mũi. Lưỡi của chúng ta thì chỉ có thể cảm nhận được 5 vị. Đó là chua, mặn, ngọt, đắng, umami. Miệng là nơi mà xảy ra hoạt động, đấy là nhai và nuốt và tiếp nhận món ăn và cái hương vị. Tuy nhiên thì não là cơ quan xử lý thông tin. Và bởi vì thế các nhà khoa học mới nói là ăn bằng não. Nếu mà nói là khi mình cảm nhận hương vị bằng não thì chúng ta có thể hiểu được rất là rõ là bất cứ yếu tố nào cũng có thể ảnh hưởng tới cái đánh giá của một người về món ăn. Rất ít người nghĩ là con người sử dụng cái thính giác khi cảm nhận món ăn. Tuy nhiên thì cái âm thanh nó là đúng là một phần không thể thiếu trong việc cảm nhận bữa tiệc hoặc là cảm nhận từng món ăn một. Đầu tiên là âm thanh ở ngoài, ví dụ như là người đối diện nói chuyện, tiếng nhạc. Ở trong một nhà hàng thì con người cảm nhận cái không khí nhà hàng qua cái âm thanh. Một nhà hàng ăn uống trong im lặng thì tôi chắc chắn là không thể nào mà ngon bằng một nhà hàng có tiếng rôm rả, mọi người nói chuyện, có âm thanh hòa với cả âm thanh của nhạc, tiếng leng keng của bát, đĩa, dao, thìa, dĩa. Tất cả những cái âm thanh đấy nó tổng hòa lại, nó tạo lên một cái trải nghiệm được gọi là cái không khí nhà hàng. Để cảm nhận về kết cấu của nguyên liệu thì ngoài cái xúc giác ở trong miệng, chúng ta còn có thính giác. Đó là khi mà chúng ta ăn thì chúng ta có thể nghe được cái âm thanh miệng của chúng ta phát ra. Fish and chip là một trong những món cực kỳ nổi tiếng đến từ Vương quốc Anh. Fish and chip mang trong mình cái linh hồn của đất nước quốc đảo sương mù. Thì tôi đã từng học tập và làm việc tại Anh Quốc. Đương nhiên là fish and chip thì nó mang rất là nhiều ý nghĩa, chiếm một phần rất là lớn trong trái tim tôi. Fish and chip còn là một trong những món mà áp dụng cái khoa học ẩm thực về thính giác trong bữa ăn rất là nhiều. Có thể là khi mà thưởng thức thì chúng ta chưa để tâm lắm, nhưng trong cái kỹ thuật làm fish and chip ở Habakkuk thì chúng tôi có dùng bột pha với vodka, pha với nước, và sau đó thì chúng tôi cho cái phần bột đó vào trong cái bình gọi là bình siphon, có khả năng là đưa cái khí nitơ vào trong cái phần bột để rán cá đó. Bản thân khí nitơ thì nó là một loại khí mà có cái bong bóng rất là nhỏ, và khi mà bơm cái bong bóng khí vào trong cái phần bột để rán cá đó thì cái phần bột đó rất là bông, rất là xốp. Khi mình đưa cái phần bột vào miệng mình cắn thì rất là nhiều cái mạng lưới bột đó nó vỡ ra, nó tạo ra rất là nhiều sóng âm từ khoang miệng
truyền lên tai. Người dùng bữa cảm thấy là ồ, cái món này rất là giòn. Anh đang định cho món mới vào menu ấy. Anh đang nghĩ là vận dụng một cái giác quan nữa, gọi là thính giác. Anh em muốn thử và có ý kiến gì không? Có thể nhá, là mình cho cái MP3 trong này này. Xong rồi mình lấy, mình để một cái tai nghe ở đây. Sau họ gắn tay ngay vào lấy cái âm thanh rì rào sóng biển chẳng hạn nhá, rồi tàu bè các thứ cũng hay. Chào ơi, sợ khách chiều quá, khách để nguội hết thức ăn rồi ra. Bởi vì họ vừa nghe, họ vừa ăn được, còn đây là kiểu họ nghe cái á. Xong rồi họ phải đặt xuống. Sau họ mới lấy dao dĩa họ ăn, còn kia là đeo tay nghe vào phát là mình dùng bữa luôn. Khi mà chúng ta đi biển thì chúng ta hay nhặt những cái vỏ ốc. Tôi vẫn nhớ là hồi nhỏ thì bố mẹ nói là con hãy nghe cái vỏ ốc đi thì sẽ lắng nghe được cái âm thanh của biển cả trong đó. Thì tôi cũng đưa tay lên lắng nghe. Đó là một cái kỷ niệm mà rất là đáng quý và đáng nhớ với một người như tôi là sinh ra ở Hải Phòng. Khi mà sáng tạo nên một cái món ăn như thế này thì chúng tôi đã nghĩ ngay đến là ngoài cái trải nghiệm về vị giác và khứu giác, đưa con ốc vào, thứ nhất là về thị giác mà nói thì nhìn nó rất là lạ. Vỏ ốc thì lại không dành để ăn, và cũng không có một cái nguyên liệu gì nằm trong cái vỏ ốc đó, thì khơi gợi được cái sự tò mò với người thực khách. Khi mà cầm cái vỏ ốc đó thì cái tay của mình chạm vào cái vỏ xù xì con ốc, mọi người ngay lập tức được đưa lại những cái kỷ niệm của mình ở bờ biển đó. Sau đó là đưa lên tai lắng nghe cái tiếng o o của vỏ ốc U Lý Sơn, rất là hấp dẫn. Nó giống hệt như là những cái âm thanh mà ngày xưa tôi được nghe khi mà tôi đi biển, thì tôi úp cái vỏ ốc lên tai, và khi mà nhắm mắt lại thì tôi nhớ ngay đến kỷ niệm của những kỷ niệm rất là đẹp của mình bên bố mẹ khi mà đi những thành phố biển. Ký ức của con người thì không chỉ được đánh thức bởi âm thanh mà còn bởi các cái giác quan khác nữa. Món bánh hoa hồng là minh chứng rõ nhất của việc ký ức có thể khơi gợi lại nhờ mùi hương. Tôi vẫn nhớ là năm 2014 khi tôi đi du lịch ở Pháp về, thì tôi có tạt ngang qua một cửa tiệm mang tên là La Durée. Đó, cửa tiệm bánh rất nổi tiếng của Pháp. Một trong những món mà nổi tiếng nhất của họ đấy chính là món macaron. Thì tôi cũng mua một hộp macaron có rất nhiều vị mang về cho mẹ tôi. Mẹ tôi cắn một miếng và bà nhắm mắt lại. Bà hít một hơi thật sâu và thở ra thật đều. Và mẹ tôi nói là ôi mẹ nhớ ông quá. Hồi mẹ còn nhỏ, ngồi ở bên cửa sổ đi học bài, cạnh cửa sổ thì ông trồng cái hoa hồng leo. Và hoa hồng leo thì thực sự rất thơm, mùi ngào ngạt. Thì mỗi khi mà mẹ học bài bên cửa sổ, mẹ nhìn qua thấy trời xanh mây trắng, mẹ ngửi cái mùi hương hoa hồng rất là tuyệt vời. Và có những lúc mà mẹ ngắt một cánh hoa ra, mẹ đưa vào miệng, mẹ nhấm thử. Không biết bao nhiêu năm rồi mà mẹ không thể nhớ được cái ký ức này. Cho đến hôm nay mẹ ăn cái bánh macaron hoa hồng, và cái ký ức đó nó nằm sâu ở trong não bộ. Tuy nhiên là khi mà có cái mùi hương gợi lại cho mình cái cảm giác đó thì ngay lập tức thì cái ký ức được mở ra. Và lần đầu tiên mà tôi thấy là một món ăn nó có một cái sức mạnh nó đến kỳ diệu đến như vậy. Cái sức mạnh của mùi hương nó quả thật là cực kỳ tuyệt vời. Qua đó thì chúng tôi đã sáng tạo ra một món ăn, đó là kem hoa hồng, được lấy cảm hứng từ câu chuyện của mẹ tôi. Là chúng tôi dùng phương pháp kết hợp hương vị từ cái hương vị của vải thiều ở Lục Ngạn, đó là quê nội tôi. Và chúng tôi cho thêm cái phần kem, đấy là phần kem quả mâm xôi, và cuối cùng là phần kem hoa hồng được bơm lên. Understanding our five senses will help us to know more about the food, about its shape, texture, and taste. Our senses are the doors opening a new way to the world.
nghề bếp là nghề nghiên cứu để tạo ra những món ăn ngon này, để tạo ra những món ăn dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của khách hàng nữa. Chính vì vậy, bằng những cái sáng tạo của mình thì các đầu bếp luôn cố gắng để đánh thức được năm giác quan của khách hàng để khách hàng có thể có những cái trải nghiệm ẩm thực ý nghĩa nhất khi đến với nhà hàng và khi cảm nhận những món ăn của mình.